Hello, xin chào mọi người. Hôm nay về một ít cái viên đặc vụ khoa, mà cái này là cái hương trà xanh nha mọi người. Em có hiện tại là em có cái hương mà không phải trà xanh, gọi là cái hương không có mùi và cái hương có hương mùi trà xanh. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm có cái mùi hương trà xanh này nó sẽ kháng khuẩn và nó sẽ làm cho cái vùng kín nó được ok hơn nha, được thông thoáng hơn. Đây là cái viên đặc vụ khoa vùng kín phụ nữ. Dòng sản phẩm này không những là đặc vụ khoa mà nó làm cho cái vùng kín của chúng ta được se khít và đẹp hơn rất là nhiều. Đó, một cái hộp như này là nó sẽ có là 100 viên nha mọi người. 100 viên. Là 20 vỉ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 là 20 vỉ nhé. Ở trong này có 20 vỉ thuốc. Và dòng sản phẩm này là mỗi tuần á mấy chị đặt 3 lần. Nếu mà những chị nào mà cái phần vùng kín của mình bị là viêm nhiễm, hoặc là mình muốn cho cái vùng kín của mình ấy về cái phần mà bị huyết trắng mà mình cũng có thể là sử dụng em này nha mọi người. Đó, thì khi mà mình đặt cái viên này nó sẽ giảm đi cái mùi của cái vùng kín, cũng như là sẽ giúp cho vùng kín của mình nó sạch sẽ hơn, rồi cái vùng kín nó được là kiểu như là se khít và hồng hào hơn rất là nhiều. Đây là hàng của Thái chuẩn 100% luôn, mọi người yên tâm nha. Mỗi tuần là đặt 3 lần, và đặc biệt là khi mà đặt viên này thì mình không được là kiểu như là quan hệ nha mọi người. Đây là một tuần mình đặt cho sạch sẽ, hoặc là cứ một tháng là mấy chị đặt 2 lần cũng được, để cho cái vùng kín của chúng ta nó tránh cái việc là bị viêm nhiễm phụ khoa đó, ảnh hưởng tới cuộc sống và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất là nhiều đó. Hôm nay về được là số lượng rất là lớn, đối với những anh chị em nào á mà muốn mua cái viên phụ khoa vùng kín này, hàng của Thái chính hãng và cái mùi trà xanh này, thì có thể là liên hệ cho em nha. Đây là cái dòng sản phẩm rất là hot và đặc biệt là được rất là nhiều chị em quan tâm cũng như là mua số lượng rất là nhiều. Cái dòng sản phẩm này em bán thì hầu như là rất là nhiều năm rồi nhưng mà vẫn chạy đều đều, và hôm nay là chính thức là về cái em trà xanh. Lúc trước em không có về cái em trà xanh để em trải nghiệm được là khách của em á có ưa chuộng hay không, nhưng mà cái loại trà xanh và không trà xanh thì khách ưa chuộng ngang nhau, nên ai thích có cái mùi trà xanh thì có thể là sử dụng, hoặc là ai ta thích là không mùi thì vẫn có thể sử dụng. Mà mấy chị sử dụng xong á, cảm giác là khi mà mình buổi sáng xong mà mình thấy á, cái vùng kín của mình nó tiết ra những cái dịch màu vàng, hoặc là những cái tình trạng viêm nhiễm nó rất là rõ ràng, và nó làm cho chúng ta điều trị được cái viêm nhiễm phụ khoa, và nó làm cho chúng ta được tự tin hơn rất là nhiều. Mọi người đừng ngại ngần, inbox cho em để tư vấn nha, rõ hơn, cũng như là sẽ giúp cho chị em chúng ta sẽ giữ được hạnh phúc gia đình, cũng như là sẽ giúp cho cái vùng kín của chúng ta càng ngày càng khỏe mạnh và đẹp hơn rất là nhiều. Mọi người ơi, hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0933 766 739, hoặc là 077 33 392 79, hoặc là 0355 838 057 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye. Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, và sẽ là mua cái dòng sản phẩm này để mà giữ lửa tình yêu gia đình nha. Bye bye.